Saru Kader, xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người có nhìn thấy hai cây em đang cầm trên tay không ạ? Nhìn rất là đẹp. Cái lá của nó có màu xanh non nhẹ, nhìn đẹp từ cái chậu. Đây cái gọi là không khí của mùa Giáng sinh luôn. Thì ngay đây em xin giới thiệu cây này, có tên là cây tùng thơm. Thì cây tùng thơm được biết đến là một loài cây được nhiều người chơi cây cảnh săn đón bởi chúng có ý nghĩa phong thủy. Thì hôm nay mọi người hãy cùng sao rung cây đời theo dõi clip và tìm hiểu về cái loài cây đặc biệt này nha. Thì về nguồn gốc của cái cây này, nó là một loài cây còn có một tên gọi khác, đó chính là cây tùng vương, cây tùng chanh, bởi vì nó có một cái mùi thơm rất là dễ chịu, một cái mùi rất là thoang thoảng nhẹ nhàng thôi. Cây này thì nó được xuất nó là mới được đưa về Việt Nam và nó được bắt nguồn từ Đà Lạt. Thì cái cây này hiện đang được ở rất nhiều giới phong thủy yêu thích và được nhiều người ưa chuộng để mua về để trang trí trong nhà. Có hai cây to hơn, trước em cũng có giới thiệu đến mọi người một cái cây cúng thơm cao và to hơn thế này. Thì cây này nó là một thuộc dạng mini để bán thôi, để trang trí. Và đặc biệt thì cái chậu này là mọi người nhìn đến nhiều đến Giáng sinh đúng không ạ? Thì cây này hiện đang rất được nhiều người mua để trang trí cho nhà mình trong không khí Giáng sinh sắp tới. Cây này không chỉ có ý nghĩa về trang trí mà nó còn có ý nghĩa về phong thủy. Thì người xem thường nói tùng cúc trúc mai. Nói đến bộ cây thực quý thì cây tùng là cái cây đứng đầu đại diện cho sự trường sinh, bởi cây trải qua nhiều sương gió, điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Ngoài ra cây còn giúp xua đuổi tà ma này, xua đuổi cái xấu, mang lại điềm lành này, sự may mắn, cuộc sống bình yên cho gia chủ. Thì những người mệnh kim và những người tuổi thân ý, khi trồng cây tuổi thơm thì sẽ mang đến cho họ nhiều may mắn và thành công trong công việc, sẽ tạo cho họ những cái bước tiến mới trên con đường thành công của họ. Về đặc điểm của tôi là cây này, thì loài cây này khác với những cái loài tùng khác thì nó có một cái màu xanh nhạt nhã giống như cái màu của lá cây non. Nó là một họ tùng mang mùi hương rất riêng, nó thuộc loài cây thân gỗ và có kích thước khá là nhỏ. Chiều cao thông thường của loài cây này từ 30 đến 60 cm. Còn đối với cái loài mini size như thế này thì nó có chiều cao khoảng 25 cho đến 30 cm thôi, thì rất là nhỏ và phù hợp để trên những góc bàn làm việc, bàn học hay là để trang trí những cái decor phòng ngủ chẳng hạn. Mọi người có thể trang trí thêm, mình treo những cái và trang trí những cái cây nhỏ xinh này thì rất là đẹp mọi người ạ. Thì rễ của cây này nó có một dạng chùm bò ngang, bám ngang và sinh trưởng rất tốt, nhiều khả năng hút nước rất là mạnh. Thì lá cây tùng thơm là một loài cây thuộc dạng lá kim, em mọi người để ý, và nó có một cái màu xanh rất là non, lá kim nha mọi người, xanh và bóng rất là su phê, tạo nên một cái đường vòm rất là đẹp. Cây tùng này có một cái tinh dầu đặc biệt giúp xua đuổi côn trùng, vì thế chúng rất là ít bị sâu bệnh. Về cái tác dụng của cây này, nó trước hết là nó giúp chúng ta trang trí được cái sân vườn nhà mình, và cây này thường được đặt trong sân vườn giúp tạo mảng xanh giúp cho không gian ngôi nhà trở nên tươi mát hơn. Trang trí có thể trang trí ở trong phòng, trong nhà, ở bàn làm việc. Ngoài dùng để trang trí ở ngoài sân ý, thì cây này còn được dùng như một món đồ trang trí nội thất và không gian làm việc vô cùng độc đáo. Với cái màu xanh bắt mắt cùng với một cái mùi hương rất là dễ chịu và thoang thoảng thì sẽ làm cho tinh thần của bạn trở nên thoải mái hơn và còn có tác dụng xua đuổi được côn trùng. Cái này còn dùng để làm những món quà tặng đầy ý nghĩa như những dịp lễ, nhất là cái dịp Giáng sinh để thể hiện sự ấm áp của cái người tặng. Đây bên em đã dùng sẵn chậu, ngay trang trí ngay chậu cho mọi người có thể mua sẵn về để có thể tặng cho mọi người hoặc là trang trí trong nhà. Cái cách trồng một cái loại cây tùng thơm này tại nhà thì đối với cây tùng thơm mình có thể trồng trong chậu hay là ở ngoài vườn đều có thể sử dụng các phương pháp dâm cành hoặc chiết cành, bởi cây này phát triển rất dễ và tốt. Về đất trồng thì nên chọn cái đất tơi xốp kết hợp với
rất có chất dinh dưỡng để có thể trộn chung với cháu này, giúp cây phát triển tốt hơn, giúp cho cây có thể thoát nước dễ dàng này, để không bắt cháu bị thành cái cây non hoặc cái cành con cắm xuống đất. Lắp ngăn mét chậu rồi tưới đều cho cây mỗi ngày. Cây tùng thơm khi còn non thì không nên để ngoài nắng nha mọi người. Cái cây này mọi người cũng nên ít để ngoài nắng thôi, không thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cây bị cháy vàng úa. Còn vào cái mùa đông này thì tình trạng đấy sẽ ít xảy ra hơn, bởi vì cái cây này rất là hợp với cái không khí lạnh vào mùa đông như thế này. Nhưng mà mọi người cũng nên chú ý và tránh ánh nắng đối với cái cây này. Mọi người nên ở để ở cái những nơi có mát này, khi được khoảng thì 2-3 tuần thì chăm sóc không cần phải cầu kỳ, thỉnh thoảng thì mọi người tưới nước để cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Cái cách chăm sóc của cây này thì về đất trồng, cây này thì chịu úng khá là kém nên là mọi người tưới nước ít thôi. Đất nên dùng cái loại đất thoát nước tốt và tránh dung phân hóa học. Mọi người nên dùng các loại phân hữu cơ để giúp cho cây phát triển tốt hơn. Về ánh sáng thì để cây ngoài nắng tự nhiên khoảng 2 đến 3 giờ mỗi ngày, nhưng không nên để ngoài ánh nắng quá gắt, chỉ để đủ vừa sáng thôi. Thì cây này cũng về nước ấy, cây này cũng tưới không cần quá nhiều, tưới nước nhiều thì sẽ khiến cho cây bị úng và chết. Mọi người khoảng 1 tuần tưới là 2 đến 3 lần thôi. Thì cái cây này hiện nay thì giá của nó thường tương đối là khá là rẻ, về tùy vào chiều cao, kích thước và cái bonsai trồng của nó mà nó có nhiều giá khác nhau, thì nó có thể dao động từ 100.000 cho đến 300.000 tùy vào size cây. Đây mọi người thấy cái cây đang cầm trên tay đâu không ạ? Thì nó có một cái giá rất là rẻ luôn, nó rất là phải chăng, phù hợp để mọi người có thể trao tặng cho những người thân xung quanh, bạn bè, thể hiện sự ấm áp đối với cái mùa Giáng sinh sắp tới đây. Đây mọi người thấy rõ không? Đây rất là đẹp, nhìn nhỏ nhắn và cực kỳ phù hợp để xây bàn, xây chỉ trong nhà. Nếu mọi người thích cây này thì hãy liên hệ ngay cho em tại địa chỉ mà em để ngay bên góc trái màn hình này. Và đặc biệt ấy, thì là mọi người đến mua cây bên em thì nó còn có rất là nhiều ưu đãi. Nếu mà mua theo combo từ 3 cây trở lên thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi, về ví dụ như là được khắc tên trên chậu cây miễn phí, hoặc là có thêm những cái quà tặng đặc biệt. Thì mọi người có thể qua trực tiếp cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người về một số cây mà bên em đang có. Và nếu mọi người có thích thêm cây nào ấy thì sẽ có thể liên hệ em để em có thể liên hệ nhà vườn của em để lấy thêm cho mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.